Con chim chóc này đang chuẩn bị sẵn để thu hút con mái. Nhưng trước tiên nó phải được con gái chú ý. Đám chim mái hiện đang đậu gần đó. Currently on the fence. Khi một loài bay đến để xem kỹ hơn, con chim chóc kia sẽ phô diễn tất cả tài cản. Thank you.